Nhi xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Lê Thị Nhi nha. Chúc cả nhà mình xem video thật là vui vẻ. Bây giờ cũng chuyến bụi về tháng mấy ta, tháng 3, tháng 4 đúng không? Hè rồi cả nhà. Ninh Thuận thì siêu phẩm là nắng. Nắng mà nắng khủng khiếp luôn. Đây là đơn hàng chiều nay sẽ đi giao cho shipper. Tại vì nắng quá, chuẩn bị shipper qua lấy rồi nên là để đỡ ngoài đây thôi. Với lại sản phẩm của mình đóng trong hộp, ở trong có giữ nhiệt nữa nên để đây nó cũng không có sao. Mình để một chút. Giờ là 2 giờ mấy, 3 giờ. Trời ơi, không đi, không ngủ mà trốn ra đây chơi nè cả nhà. Trời ơi, bà ngoại kịp kịp chân cho nhỏ nó ngồi vậy á. Lâu rồi chưa có quay clip với Hi Hòn. Trời ơi, Hi Hòn ơi. Hi Hòn ơi. Nè, Hi Hòn ơi. Nhìn đâu á? Thấy chưa? Hi Hòn ơi. Trời ơi, kịp thằng nhỏ vậy á. Ê. Ê. Sao không nhìn vô đây chả? Ừ. Thấy chưa? Hôm nay có ba Nhi vô chơi nữa. Ba Nhi nói là chiều nay sẽ nấu đồ ăn, nấu món gì vậy? Đem ở rồi Bình Định vô nấu cho Huy Hoàng ăn nha. Nấu cho Huy Hoàng ăn nha. Chiều nay cho Huy Hoàng nhìn miệng. Tiếp. Bữa giờ ảnh thấy ai mà ăn gì á là ảnh cứ nhào vô ảnh muốn giật đó cả nhà. Nhưng mà kiểu cái tay nó quơ chưa có đúng đâu. Nó muốn lấy cái này nhưng mà nó cũng chưa có lấy được đâu. Mà tóc Huy Hoàng lâu ra ghê á, cắt hồi lúc 3 tháng 10 ngày đến giờ nó vẫn y cũ à. Nó không có dài ra được chút nào đâu. Nè Huy Hoàng đứng lên. Đứng lên, mẹ nhận nó đứng lên. Nè Huy Hoàng đứng lên, nè hai mẹ con mình quay clip. Nhìn vô màn hình. Nhìn vô điện thoại nè con. Thấy chưa, thấy chưa? Chưa, ảnh chưa thấy, quay camera sau ảnh không thấy cả nhà. Để Nhi đi chuyển camera trước nha. Ai kìa. Huy Hoàng ơi. Ừ. Ảnh nhìn lung tung cả nhà. Làm mươi con. Đi Hòn. Đi Hòn ơi. Này. Cái mặt ảnh đó. Này. Ai. Làm gì hết? Hả? Làm gì máu máu? Thấy cái gì cũng nhìn nó lạ hả? Lạ quá hả? Dạ bữa biết á, ảnh ở đây cho nó phá nè, bỏ hàng lên cho nó phá, mình nó phá đã luôn. Nó thế gì con nè? Phá cho khỏi bán luôn hả? Hả con? Nó như là đánh lộn na đó. Biết cầm đồ nhay vô miệng rồi đó. Đó cầm á. Anh em muốn lộn nữa nha. Đó, cầm. Cầm xí rồi. Đút đút vô miệng. Anh em nè 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 nè. Nè. Trời ơi, bữa nay biết cầm hộp hàng chơi luôn rồi. Hi Hòn ơi, chuẩn bị phá rồi hả? Chuẩn bị tới giai đoạn nó phá rồi đó. Khòm xuống lấy kìa. Khòm xuống lấy kìa. Để bữa nay em phá nó đi, đặt bể đó. Đụng đụng cầm đúng không? Đặt khòm xuống lấy. Ủa, trời, 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 trời. Bây giờ bên đơn vị vận chuyển sẽ lấy hàng trở về bưu cục họ để đi giao cả nhà. Nên là những khách hàng mà đặt đơn hàng ví dụ như ở Ninh Thuận đi thì một ngày mình sẽ giao tới, còn ở ngoài tỉnh thì khoảng tầm từ 2 đến 4 ngày tùy theo gần hay xa. Nhưng mà shop mình thì chỉ có một duy nhất là ở tỉnh Ninh Thuận thôi nha. Còn nếu mà cô chú anh chị mà đặt hàng ở những shop mà ở địa chỉ nào khác tỉnh Ninh Thuận giao á, có nghĩa là hàng giả. Ủa? Trời ơi, mới làm cho nó cái còng cỡ mút tay mà nó sọc cái tay ra luôn rồi. Bây giờ, ủa cái này cái gì má? Chuồng. À, cái chuồng để hấp đúng không? Nướng. Nướng rồi. Ủa, nó dài hơn cái lọ của con á nha.
Cái này nó là dài hơn cái nào của con, xong bỏ vô cái nào của con á. Thằng nước nước đồ chiên không dầu á. Mình nướng rồi nướng kia. Giờ ông Hoài với Hoài là lo chuẩn bị nấu ăn buổi tối cả nhà. Để tối mai ông xui anh xui qua lai rai mực bạch tù á, mực phủ á cả nhà. Với lại mấy con cá này nữa, cá thì nướng, còn mực làm gì ba? Mực luộc. Luộc xong rồi trộn rau sống rồi. A à, cái gì mà a? Không, ăn nội. Nè. Cái có gần mà luộc hấp hơn, luộc với gần còn đây tắt lửa là lấy làm là than nướng này. Nướng ở ngoài kia. Có dĩa kìa. Mẹ Nhi đang giã mắm gừng để chấm. Chấm mực với lại mắm gừng. Mực luộc xong rồi cả nhà. Ủa chưa xong hả má? Tắt bếp rồi má. Nè. Nó săn lại nó nhìn nó to ghê, lúc nãy nhìn thấy nó không có to đâu, giờ nó to rồi. Bà Nhi đi đi làm bếp nướng, nướng mấy con cá. Cả nhà, con Bi này cả nhà, bữa nay là bữa trước á là nó lòi bộ nguyên bộ xương sườn luôn. Còn bữa nay là thấy da thấy thịt rồi, mấy cái vết gậy của nó lành hết rồi nè cả nhà. Chỉ có điều là lông thì nó chưa có lên hẳn thôi. Mẹ mới đi ra dỗ với con chó hàng xóm lăn mà dơ mình dơ mãi hết luôn à. Chứ mà coi cả nhà coi mấy cái vết thương gãy của nó ở trên lưng á là hầu như là liền da rồi. Rồi bữa nay bụng rồi cũng căng ra hết rồi. Đó thoát chết rồi đó nha. Bữa nay có sức sống lại rồi. Chờ nó ra lông lại nữa thì sẽ đẹp hơn. Thì hòn được bà Sáu tặng cho cái lục lạc luôn nè. Mà nó mà cái này nó hơi to hay sao? Chưa cầm vững đâu. Cái này ảnh cầm đâu được đâu. Hết rồi. Ăn cháo cứng tay rồi. Cầm chưa hết đâu. Kệ nó khóc vỗ nó. Đã chưa? Mới bị sửa tội bút tay. Có lời cái kia nó nhỏ hơn mà nó dễ. Mẹ mới nhầm mẹ. Trời ơi, cầm gì mà rớt lên rớt xuống vậy? Để làm cột dây này cột vô cổ nè. Để vừa đi vừa lúc lắc như con bò luôn. Dạ. Cầm đi, anh cầm được mà. Dạ dạ. Đậu phòng đây chập nửa trộn hả má? Có dễ dập dập không? Dạ. Còn đây rau sống này. Mới đi chơi với bạn gái rồi. Giờ này anh mới tranh thủ chơi với bạn gái còn 1 giờ rẫy nữa. Mai nó thay. Giờ cắt cái mực ra. Nữa là... Ủa ướp gì nướng vậy ba? Sẽ tớ chứ cái gì không? Sẽ tớ có tiêu ớt hả? Tiêu ớt. Cái này con thấy người ta cũng hay hấp. Hấp. Giờ mình nướng. Mấy con, 5 con hả? Chắc nướng cũng lâu quá cả nhà. Chờ khi dậy vừa. Mấy nó còn ngủ. Mấy đứa nó còn tắm rửa. Cá nướng xong rồi nhìn hấp dẫn quá. Như định quay clip có ba nhạc chồng đi xuống ăn nữa. Nhưng mà quán cà phê kế bên á, nó mở nhạc âm 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 luôn. Chắc là không có quay được nhiều rồi. Hôm qua thì nấu đồ ăn xong rồi mời ba chồng ăn nữa, nhưng mà định là quay luôn video luôn, nhưng mà ở bên quán cà phê kế bên đó cả nhà, người ta mở hàng nhà khác với nhau, còn quá nên là Nhi không quay tiếp được. Hôm sáng nay thì Nhi mới đi học lớp luyện chữ viết thư pháp về cả nhà. Hôm nay thì ba Nhi nấu ăn. Ủa ba nấu hay má nấu? Ba nấu, má thì cháu. Giới thiệu với cả nhà món mới nha, lần đầu tiên Nhi thấy. Mực nấu. Nè quay gần cho cả nhà xem. Cái này là rau muống nấu với mực. Bây giờ có cô chú nào nấu thử hay ăn thử món này chưa? Rau muống nấu với mực nha. Bình luận nha. Má Nhi còn kêu là để nguyên túi cho nó đen cho nó ngọt nước nữa. Đó mực thì nhỏ, đây mực còn lớn. Với lại cá cơm. Cá cơm than. Sáng thứ tư á. Chưa thì thôi mấy anh em bên team cú bánh thép không có ăn đâu, cả nhà chỉ có vợ chồng lọt. Hai đứa em với lại Hi Hò ăn với má Nhi thôi, còn Nhi thì có đồ ăn riêng. Bình thường thì mình sẽ hình như có rau muống xào nữa mà. Muốn chiên tỏi ớt á nha, cho nó bật cái tô lên.
muốn xin mời cả nhà ăn cơm trưa nha. Mời cả nhà ăn cơm trưa, cùng gia đình cơm trưa. Tại sao đến món này lúc nào cũng có trong bữa cơm nhà mình. Cái này là dưa miền Tây với cả nhà. Rồi anh Mến sẽ cắt mỏng rồi thì ướp gia vị. Ăn rất là giòn ngon lắm. Thì hồi giờ cũng ăn cho món này chưa? Chưa chưa. Mình thử đi. Thì hồi mới cắt tóc là cả nhà nhìn sáng sủa đẹp trai ghê không? Không quên rồi không? Dạ cho con ăn. Ừ. Anh mất mất mấy mấy lời ạ? Chị ăn bớt. Thì em có nghe rau muống nấu canh mực. Rau muống nấu canh hả? Rau muống nấu canh thì em ăn rồi nhưng mà mực thì em chưa. Chị cũng vậy. Ít thôi em cho chị nửa chén thôi. Chàng nửa chén. Dạ có ít thôi. Mẹ là phải tính nha. Nữa mát kêu không lấy mặt nữa đi hơn nằm châu của mình không biết hơn nằm châu của mình á cha bà ngoại với mẹ ăn cơm à. Video bữa giờ Nhi quay vẫn chưa kết thúc luôn cả nhà, cứ mỗi lần mà Nhi định quay cái gì đó mở lên á thì quán cà phê kế bên người ta mở nhạc nên là không quay gì được. Trong đây còn mật ong này ba, lấy thêm chai nhiều quê uống. Ba Nhi bị về dạ dày cả nhà, dùng mật ong nó đỡ lắm. Còn chai kia mình lựa cỡ chưa? À, ngày mai ba Nhi với lại má Nhi sẽ về quê, là coi như là Nhi sẽ trong Huy Hoàng mấy ngày không có bà ngoại ở đây. Không biết nó có hợp tác với mình không, chứ đợt Tết nó bà ngoại về quê rồi chúng cái giai đoạn khủng hoảng của nó, trời ơi nó quậy nó khóc mà nó không chịu ngủ cả nhà. Quậy ngủ mà quậy cứ ôm nó, ôm nó trong người xong rồi giờ nó quen luôn. Còn Nhi thì muốn tập cho nó thả xuống đệm cho nó nằm ngủ á, mình chỉ nằm kế bên thôi, còn bà quậy mỗi lần ru là bà quậy ôm nó đu đưa trên võng luôn. Giờ cũng khuya rồi. À, cái mật ong này không biết ở hình như là mật ong ở trên mật ong rừng á. Bữa nhờ uống mật nhờ mật ong này. Thì uống gần cả tháng thuốc tây mà nó đâu có gia triển đâu. Nhưng mà uống thuốc tây nó đỡ. Ừ. Ăn vô là uống chút nước rồi đỡ. Bao giờ ba đi nghỉ để mai đi về quê sớm cả nhà. Chào cả nhà. Chúc con La Tình Nhi nhiều sức khỏe nha. Anh dạ. Ở đây. Dạ. Hôm nay Nhi đi học lớp luyện chữ viết thư pháp với cả nhà, xong rồi cô tặng cho Nhi mấy chậu bông luôn. Có cái chậu này Nhi rất là thích luôn, cái lá nó lộ lộ lỗ này. Lúc nãy Nhi kêu anh Thép là bỏ vô lấy, tại vì cô cho là mình ở trong cái bầu đất á, xong rồi Nhi kêu anh Thép là bỏ vô chậu dùm Nhi. Cái anh Thép nói là ủa sao lá gì mà sâu lủng lỗ hết mà em cũng lấy trên trồng. Cái gì nói không, cái này là kiểu của nó chứ không phải là lá nó bị sâu đâu. Xém chút nữa Nhi không ra kịp là cái chậu này nó bị vô thùng rác rồi. May là lúc đó Nhi ra kịp á, cho nên là nó được vô cái chậu đẹp đẽ rồi. Chậu này, mấy cái chậu này thì mình sẽ để trong mát, với lại cô tặng cho Nhi một cái chậu lá chậu bà nữa. Mấy chậu này thì mình sẽ để trong mát, nó vẫn phát triển được. Còn cái này là giới thiệu với nhà cây đinh lăng lá chén, đợt trước Nhi mua ở trong cái vườn siro á, Nhi mua 2 cây rồi mà mình về mình tỉa hết lá, tỉa hết cành rồi xong rồi mình trồng vô nhà, tưởng đâu là nó không có sống được nhưng mà bây giờ nó cũng sống được nè. Cũng có cái lá thành cái chén nhưng mà cũng có cái lá nó thành cái dĩa như thế này nè cả nhà. Cái này hình hơi giống cái chén rồi nè, như cái lá này nè, nhìn cũng giống cái chén này, còn cái lá này là hình cái dĩa thôi. Nhưng mà từ lúc mà mình trồng cái đinh lăng lá chén này á, mục đích là mình xem thử là cái lá của nó có ứng dụng để mình đựng thức ăn được hay không, nhưng mà vẫn chưa đủ số lượng lá để mà mình ứng dụng được luôn cả nhà. Mấy cái lá phía dưới này nó không có thành hình, nó không có cứng, với lại nó không có thành hình cong á, nó bẹt bẹt giống như những lá thường thôi, nên là mình không có sử dụng được. Chỉ có lấy mấy cái lá ở trên như thế này nè, nó to, nó dày mà nó còn thành hình cái chén nữa nên có thể là sử dụng được. Này, cái cây này cô Nhi tặng một cây này với lại 2 cây dâm bụt nữa, mà
giờ anh thép chăm ở ngoài rồi, chăm mục thì mình trồng ở ngoài, còn cây như cây trầu bà thì mình trồng trong nhà. Ủa em bé khóc cả nhà, chắc là Nhi xin phép tạm dừng video ở đây luôn. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu của mình xem hết video này nha. Nhớ để lại cho Nhi một cái like, một cái đăng ký kênh. Vậy thì bye bye cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo.